Mày thứ mấy rồi nhỉ em nhỉ? Năm hả? Ok. Ok nha. Để các bình dương xin tiếp tục gửi lời chào đến toàn thể anh em này. Chào thứ năm. Năm hôm nay nhộn nhịp đấy, bởi vì đầu tháng mà. Thì mình làm một cái clip. Hôm nay mình sẽ làm cái clip đây, đang tiếp nhận một cái ca gọi là nào nát bét thôi. Rồi suy gan, suy phần, suy thôi gì á. Suy từ A đến Z luôn. Và sau đây thì mình tiến thẳng vào những exciter vừa bị nát xong và đến shop cứu lại nha. Ok, còn ngoài này thì đấy là suy yếu đang làm tem này. Thứ năm chiếc này đang lắp cho thùng Ford Speedtech. Ở đây. Mà tranh Iris là hồi đó là em nghiền. Mà tranh Iris hồi đó là nghiền kinh khủng lắm ấy. Thích lắm. Má coi đúng coi đúng coi thót tim luôn đấy. Má đả lắm. Đứng trước mặt em mà chứng tỏ anh là đàn ông. Iris nó bay súng rồi. Đây là phá án. Ok, đây là tình trạng của X-Triter suy gan, suy thần, suy não luôn nha. Cái này anh em mình ngắm qua cái. Thì trường hợp này nói chung là nhìn biết là cái đầu này gọi là nó quay 360 độ rồi. Vì các bạn cái này chắc là phải đi S3 hoặc là hay thuộc. Rồi tiếp đến là dàn đầu này là nát bét này. Là thấy hết này. Bánh trước bánh sau như là thấy tung tè le hạt ché hết rồi, không có một tí gì nữa hết. Thì xe này là chợ xe ba gác hết. Thì trường hợp mình cứu này khá nhiều rồi anh em mình. Xe X-Triter thì nó là 149 cc thì mình đi 149 thôi. Trường hợp này nha, đừng có đi quá 850. 850 là nó xảy ra cái này là nó dễ dàng lắm. Thì là đấy là quá trình không bỏ. Nói chung là giàn áo không bỏ, bởi vì anh hết tiền rồi. Tháo nó sạch sẽ cắn nhám nhám thôi. Đây mình ngắm qua đấy nha. Đây, ngắm qua đây là tình trạng ban đầu này. Tình trạng cái này gọi là chết lâm sàn cho nó chút nhờ. Nên là đúng tình trạng chết lâm sàn luôn này. Thì anh em mình cùng chờ đợi cứ 4 tiếng nha. Cứ 4 tiếng thì mình sẽ ra mắt cái cuộc cứu sống cho cái X-Triter chết lâm sàn này. Ok. SH đổ 20 mấy triệu này. Đang lắp Ford P. Xong chào mọi người đấy con. Mặt lên TV ấy, cười liền. Cứ lắp nhưng mà khá là phê. Ok, mình cùng chờ đợi nha. Làm cái một vô được không? Thằng lính chuyên nghiệp rồi. Ok, xin chào anh em nha. Và đây là nói sau 4 tiếng đi, sau 6 tiếng nha rồi. Ông kia. Thái mày bạn ơi. Để đây mấy đó. Thì cái con này là con X-Triter hồi tháng chết lâm sàn là sống trở lại này. Sống trở lại. Thì sống mà sống trên nền nó là bạch công tự luôn. Nó kiểu phải Thái Lan luôn á. Sống kiểu trung trướng hơn. Sống kiểu trung trướng hơn. Xe hơi nhà lầu ấy. Đây, anh em mình cùng ngắm qua chút nha. Thì hiện tại mình đang ở chỉ nhanh 1 cho nên là hơi hẹp. Phần đầu này. Thì sau đây mình giới thiệu qua cái sống lại của nó nha. Ok. Đầu tiên là bộ nào này. Bộ nào thay ca luôn. Báo tay bằng speeder này. Tay thắng rơi xì boy. Dì bát 2 tầng bởi vì cái này là hồi sáng là thấy nó mất hết rồi. Mất hết rồi là mình cái này là mấy cái mũ đèn này thì ra hàng mua. Ra hàng mua thôi không có gì cả. Và máy thay là chiếc này chẳng bá, không phải ép lại. Không phải ép lại chẳng bá đâu. Thì về hệ thống bao tay được thay bằng bao tay speeder này. Gu dẹt. Speeder gu dẹt nè. Anh em nhìn kỹ đấy. Con này là hồi tháng chết lâm sàn đấy. Đúng bản chất chết lâm sàn luôn. Ok. Thì tay thắng thì trong cái khoảng tầm bình thường mấy trăm trở lại mình thay tay thắng RCB xài ok rồi. Đó, còn về hệ thống đèn thì thay vì mình làm cái chóa đèn zin ra hàng mình lấy thì mình thay gì bát 2 tầng. Thứ nhất là sáng hơn, thứ hai là đẹp hơn nhiều nhờ. Nhìn là phần đầu quá là nhìn là thấy sức sống rồi. Rồi tiếp đến thì cái dàn áo này thì không có thay mà được phụ đến một lớp giống như là tem trùm nhưng mà cắn nhám màu trắng nha. Thì anh thích bạch công tự mình dán theo kiểu này cũng được. Xe đỏ trắng mà có vấn đề gì đâu. Thì dàn tem không nói nha, dàn tem thì làm theo yêu cầu. Còn về tiếp này đây, với là cái phê này, cái phê là cái cam đùm niềng này. Cam đùm niềng nhưng mà đấy là
Nhưng Racing Boy bạn lớn trước là 1.85, sau là 2.5. Thì bạn này anh em đi chạy bởi vì nó bự nhỉ, đi chạy. Nhưng mà thực tế nó lắp vào thì nhìn nó cũng rất là đẹp, không đến nổi nào hết đó. Đây, nhìn giống như jean luôn. Thì cái niềng này thì hiện tại bên shop không có hàng nữa nha, và hiện tại nó vẫn cháy hàng. Đây là hàng tồn từ năm trước, còn một bộ, đúng chính xác còn một bộ luôn. Thì cái bánh bánh mâm nó bệ rồi, nó vỡ. Lúc sáng mình quay anh em mình thấy rồi, nó vỡ rồi thì xuống căn đồng niềng luôn. Căn đồng niềng thì mình thay bằng cái đĩa này, đĩa gate phay. Hoặc là anh em chạy gate phay hoặc là X1R thì giống như xe hôm trước á, thì cũng thấy cái bằng gate phay cũng chạy được, X1R cũng chạy được. Thì để nó đẹp hơn thì mình thay bằng mấy con ốc titan này là nó đẹp thôi. Đó, thì còn nếu mà bạn lớn, bạn này bạn đằng trước là 1.85 thì mình đi vỏ trước vỏ 60 hoặc 70 là vẫn cứ ok. Thì 70 thì nó ngang với zin rồi. Này, nó ngang với zin luôn, cái này đi 70 nha. Đi 70, nhìn nó bự giống như zin luôn. Mình nhìn xa chút nha, đây là phần đằng trước này. Đó, tiếp đến này. Thì chẳng bá không phải ép lại cho nên nó phủ cũng không phải thay luôn nha. Vì các bạn là đằng trước như thế này là ok rồi. Hồi chiều test rồi, xong rồi. Tiếp đến phần sau này, phần sau thì cái gác chân này lại đã là thay lắp số gậy Racing Boy nhưng mà hết hàng rồi thì mình thay bằng X1R cũng được. Thì nhìn cái đuôi đằng sau nhìn cà ve lắm. Nhìn bác ơi, quá cà ve luôn. Biển số chưa ráp nha, biển số này đang rớt mất rồi. Nói chung là mình lúc đó mình nhìn chết lâm sàn là đúng không thấy biển số nữa. Cho nên là mình không biết biển số nằm hướng nào. Ok, không biết họ tính nằm hướng nào luôn á. Thế thì đuôi này, thích nào. Nên mình nhìn cái đuôi đằng sau cái này. Thì cái bạn thế bạn cắm này là bạn lớn nha, mình nhắc lại nha, bạn này đằng sau là 2.5, đằng trước là 1.85. Thì đằng sau thì mình đi lốp lốp này, cái lốp này mình đi lốp 100 là ok, 100 ngang với chín tí, nhưng mà lắp cái bộ số gậy vào nhìn nó giống nhìn nó hay nhỉ, không nhìn hay thật. Lẽ ra thường số gậy thì mình đi với mâm này nó đẹp hơn, nhìn nó mà nhìn cái kiểu này là kiểu giống như mấy anh bên Thailand nữa. Y chang Thailand luôn đi. Thế này giờ vô số bắt đầu được rồi. Thì vì các bạn cái sơ tài này anh em vẫn chạy được nhờ, chạy được nhưng mà chạy từ từ thôi. Chú thích 849 thì mình chạy 849 thôi. Không như không thể như thế này được. Giấy tờ ghi sao anh em mình nên chạy vậy nha. Ok, mình tiếp tục nha. Bởi vì là mình nhờ số 1 cho nên là không gian nó khá hẹp và cộng với cái chờ nữa cho nên là trong lúc mình nói có mấy cái loa ngoài kia nó pha vào thì anh em đừng có trách móc gì nhá. Đây là anh em mình nhìn ngang cái nha, thì đây là giống như là Bạch Công Tư. Bạch Công Tư được hồi sức cấp cứu từ hồi sáng tới giờ xong rồi này. Hồi này mình nói đến đoạn xe rồi nhở. Xe này là xe ATE và đĩa, đây là đĩa đi. Cái này anh thay đầu lâu ấy chứ không phải là thay ở shop không. Còn cái số gậy X1 rồi thì nó về chất liệu thì nó khác. Sử chất liệu nhôm thì nó nhìn nó chắc cảnh hơn cái Racing Boy nhỉ, Racing Boy. Nhưng mà về hình dáng nó y chang Racing Boy luôn, anh em có thể lựa chọn. Về số gậy thì bên shop làm cực nhiều rồi. Các video thì mình đa số để có số gậy cả. Anh em có thể tham khảo nha, vì cái giá X1R nó mềm hơn Racing Boy rất là nhiều. Và cùng cái sơ tài đó thì anh em mình có thể lựa chọn cho nó hợp túi tiền hơn. Ok, đó là về hệ thống số gậy. Thì về căn bản thì xe này được cứu lâm sàn trên hệ thống, là về dàn áo thì được dán bằng một lớp màu trắng cán nhám này, thay vì làm tem trùm mình làm một màu cho nó phê. Rồi còn về hệ thống gác chân thì mình thay bằng số gậy X1R. Còn hệ thống mâm thì nó vỡ rồi nên là chơi cam đồng niềng luôn. Nhưng mà chơi cam bạn lớn thì nhìn cũng phế chứ đồ. Anh em mình nhìn tổng thể, nói chung là mình nhìn là đẹp rồi đấy. Nhưng bạn lớn này hiện tại không có hàng nha, mình nói trước nha. Còn bộ cuối cùng á, bởi vì Racing Boy vừa rồi nó cháy nhà máy rồi. Cháy nhà máy nên là ít nhất là phải tầm tháng 5 năm sau mới có hàng nữa. Còn nếu mà có thì có hàng loại 2 thôi, chắc 100%. Riêng về niềng thì mình ôm được bao nhiêu mình ôm thôi, còn hiện tại thì nó đang cháy hàng. Đó là niềng Racing Boy 71 á. Rồi. Thì về hệ thống cam đùm niềng thì anh em có thể chọn bản này. Cái bản nhỏ mà mình làm mấy clip luôn á. Cái bản đằng trước là 1.4, 1.6 nhỉ, đằng trước 1.4, 1.6. Thì đằng trước mình đi 60, đằng sau đi 90. Hoặc là đằng trước đi 60, đằng sau đi 70. Giống như ba chiếc xe bên cát hôm qua xuống là chảy là nhìn cũng phế lắm rồi. Nói chung là phong cách Thailand thì nó như thế này. Ok, đó là về hệ thống cam đùm niềng. Còn về phần đầu thì hôm nay mình có giới thiệu qua rồi. Thì mình cứu sống bằng cách thay đồ vào thôi, có gì cả. Nói cứu nhưng mà nói là nói cho anh em vui thôi. Chỉ bằng cách mình thay đồ vào thôi.
Nhưng mà cái phối sửa tay thì mọi người có một mắt riêng nha. Còn về hệ thống bình dầu cái này thay bằng bình dầu X1R luôn. X1R luôn. Nó đẹp nhỉ. Đấy thì còn làm như thế này thì mình tặng anh em một cái càng này luôn này, cái càng bài cơ này xe này tặng nha. Báo trước nha. Này là hàng fit đấy. Rồi trước mắt thì nhiêu đây thôi. Thằng em chơi cơ xong chưa? À, mình vẫn kết cái đuôi này, nhìn cái đuôi nhìn vẫn kết này nhỉ. Nằm chơi đấy. Nhìn cái bóng đây. Thì phong cách này thì có thể chơi theo kiểu chơi chơi được nhỉ, chơi chơi được. Đây hả? Đây. To đi tí mà. Chắc có thể trắng thôi. Thì về hệ giòn xe thì bên shop thì làm cực nhiều. Nhưng mà clip lên thì không được bao nhiêu cả bởi vì không có thời gian. Thì lâu lâu mình có thời gian thì mình làm cái clip. Giống như các clip lần trước là anh em có dịp để tham khảo cái style riêng về tem xe và đồ chơi xe. Và có một cái nhìn đúng đắn về đồ chơi xe để phù hợp với túi tiền của mình. Đó thì mong anh em góp ý và comment mình dưới clip nha. Ok. Còn tất cả các ý kiến nói chung là mất nào thì mình không đồng ý thì cái đó mình xóa theo kiểu spam luôn, anh em đừng có trách nha. Bởi vì mình làm người thật việc thật chứ không có gì cả. Còn mấy cái comment mà kiểu mà ác ý vì gọi là khẩu nghiệp này nọ thì thường thường là mình xóa. Cho nên anh em thông cảm. Ok, và cuối cùng thì vẫn là lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất và lời hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo lần sau.